急匆匆，当父儿女也做起。Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Giải trí Võ Lâm 2. Và Long đang ở bên server Thánh Hổ các bạn. Một server rất là anh em rất là ít anh em đi chiến trường. Và hôm nay thì Long có một cái act mới ở bên bên server Thánh Hổ. Vâng, vào chơi cho đỡ buồn các bạn. Vâng, dạo này gần Tết rồi. Sắp hết Tết nơi rồi. Mà rất là buồn đây. Chúng ta làm đi lên trên này cho nó vui. Và hôm nay thì là có một cái tin mới nha. Tin mới các bạn ơi. Các bạn đợi Long một tí thôi. Hôm nay sẽ có một cái tin mới cho các bạn rất là đặc biệt. À, rừng là thường trầu phết các bạn. Khúc mình ngã mới đau ấy. Vâng, có một cái ác VIP ngon hơn ác ngày xưa thì rất là ngon các bạn. Đầu hết rồi. Chả có ma nào các bạn. Chả có ma nào luôn. Thôi thì chúng ta tạm dừng ở đây. Vâng, đến với... Ủa đây các bạn, đến với video hôm nay thì Long muốn giới thiệu các bạn một arc các bạn. Một arc mới, cũng ngon hơn là arc Long. Arc của Long các bạn. Arc này là một em Thuyền Long Quyền, tài sinh 9 cấp 95 và ra đi với giá là 2m5. Thì bạn nào mua thì comment ngay cho Long nhá. Vâng, tại vì hôm nay là Long rất là bận nên là Long sẽ cho các bạn xem sơ qua thôi. Đây, một em Thuyền Long Quyền và Kim Sa đã mở cấp 8/12 này. Cộng thì 78 này. Đây cái này mở 5/12, 4/12 này. Mật tịch thì tiến cấp rồi. Dòng phần trăm rất là cao, 96 này. Mật tịch búp, có cả mật tịch búp các bạn. Cho các bạn xem mật tịch búp trước cho các bạn khoái chí. Đây cái này thì cũng 4 phù lục các bạn ơi. 7 phần thành. Và cái này tụ khí à. Để Long xem nào. Vâng các bạn đợi tí nhé. Để Long tụ khí sẽ được bao nhiêu ô nào. 13. Bởi vì là nó đem là ngọc là linh đồ, ngọc linh đồ này rất là ngon các bạn. Đây, cho các bạn xem lại từ đầu. Đây mật tịch búp này các bạn ạ. Đây là mật tịch vác này. Rất là ngon, hai mật tịch đều 4 phục lục cả. Đấy, ép yếu quyết đầy đủ hết rồi. Dòng phần trăm này miễn phải ban. Đều trên 9x cả. Lón áo quần hào hiệp vỗ là một set hào hiệp vô hạ. Thiếu mỗi cái ngọc thôi. Nhưng mà ngọc linh đồ này rất là ngon các bạn. Đây, đấy. Đó là hiệp vô hạn này, đá khảm đá 4, đá 5 rất là nhiều. Toàn đá 5 mới đá 6 thôi chứ không có đá 4 các bạn. Rất là ngon, tí vật thì cấp 10. Và dàn văn sức này thì các bạn chắc chắn là ai xem video của Long cũng biết rồi. Đây là dàn văn sức cấp 3. Theo đúng hệ kim này, mộc này, thủy này, họa này. Và thổ này, đều vô cụ 70, vô cụ 70 này. Nội công gân cốt này, rất là chuẩn. Có thể nói là chuẩn nhất trong các loại văn sức... Cũng giống như mọi người thôi, các bạn chọn chuẩn thì nó sẽ chuẩn. Và bao tay thì hào hiệp vô hạ rồi. Đấy. Cộng 14 cơ, đam rất là cao, bạn ấy đã khảm hai sát thương và một cái lợi công công kích nội công tăng 125. Ngọc kinh đồ thì các bạn ơi khỏi bàn. Cái này thì đúng tiêu chuẩn của Thiên Long Quyền. Là lợi công tăng hỗ trợ lợi công lợi công tăng 3, phòng ngự lợi công tăng 3% và tăng thêm hiệu quả thương dược. Và arc này có tính có khả năng là rất là trâu các bạn. Vì hỗ trợ thương dược các bạn biết đấy, sút thì chúng ta bơm máu vào thì nó lên rất là nhanh và nó giảm máu xuống rất là thấp. Về con pet thì bạn có con pet Trần Lỗi này,
thứ nhất là 75 này. Và ở đây có rất là có cả con bet 6 này, bet 5 này, bet 3 này, đấy. Rất là ngon các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không? Rất là ngon. Vâng, đều văn ngoại trang cấp 7 các bạn. Ở link cấp 7 các bạn ơi, ở link cấp 7 và ác VIP. Nói chung là cũng dùng được. Còn hơn ác của Long, ác này chắc chắn là hơn ác của Long mới mua rồi. Ác của Long mới mua ở bên đây, bên server Thánh Hổ. Cũng tương tự như ác của đấy, của Long thì chưa mở kim xà này. Văn sức của Long còn cộng có 3 thôi, của bạn là cộng 6, có một cái cộng 9. Và bao tay cũng hào hiệp thì của Long có cộng 8 thôi. Và cái đồ này của Long cộng rất là thấp. Cái ngọc triệu dương này chắc chắn là không bằng cái ngọc linh đồ đấy rồi, không thể so sánh được. Và tín vật của Long nó cũng chỉ có cấp 5 thôi, của bạn ấy cấp 10. Nói chung là đam của bạn đấy, của Long có búp này mới 8k9 này, mà của bạn ấy chưa búp các bạn. Chưa búp thì là đã 9k tròn rồi, 9k này, đấy. Các bạn xem, lộn phòng thì 64% rất là cao. Vô cụ 300 này, phá địch này, giảm sát thương này. Cái này chắc chắn là trâu hơn ác của Long và có khả năng sút cho Long một phát, hai phát là chết rồi. Vâng, thông tin nó còn như thế nhá. Long sẽ xin up cái ác này lại. Long sẽ xin up. Rồi ok. Bạn nào mua thì hãy comment ngay ở bên dưới video để nhận được cái ác này ngay về cho mình nhá, với giá là 2m5. Và giao dịch ngay lập tức, và Long có thể là giao dịch giúp các bạn được. Ok, ác này có thông tin rồi nhưng mà có thể có thay đổi được cái nha các bạn nha, có thể thay đổi được. Vâng, bạn ấy nhận bằng chuyển khoản nhá các bạn ơi, chuyển khoản nhá, chuyển khoản chứ không phải bằng thẻ dinh hay là thẻ điện thoại đấy nha. Chuyển khoản đầy đủ, các bạn chuyển khoản cho Long rồi Long sẽ đứng ở giữa và làm trung gian cho các bạn. Sau khi mà hai bên trao đổi thông tin xong ấy thì Long mới chuyển xu cho chủ ác. Úi giời em này à. Vâng, bị choáng cứ đứng ngồi đấy mà chơi chứ ạ. Dừa thừa này các bạn ấy biết là rất là trâu. Xem đồ đạc này. Họ về mất rồi. Đây các bạn thấy không? Dừa thừa rất là trâu. Nhưng mà không sao, nếu mà solo thì Long chưa chắc đã sợ cái ác đấy. Nó chỉ trâu ban đầu thôi, về sau nó hết máu là hết trâu. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã rất là nhiều đã xem video và ủng hộ cho Long bấy lâu nay. Bạn nào mua thì hãy comment ngay bên dưới video để nhận về cái ác này về. Cái ác này thì đợt sự kiện sau thì chắc chắn là các bạn tái sinh 10 được. Bởi vì là cái ác này đã chuyển sinh 9 cấp 90 cấp 95 nhưng mà gần lên sắp sửa tái cấp 96 rồi. Sắp sửa 96 rồi các bạn. Sắp sửa 96 rồi, rất thuận lợi cho các bạn cày cấp và không lo tốn kém nữa. Và kim xà thì nó sắp mở rồi. Và ác ra đi với giá 2m5. Hy vọng là bạn nào xem video này thì là các bạn hãy mau mau và hãy mau mau làm cho mình một cái em 2m5 không đáng là bao. Và 2m5 không đáng là bao, chỉ cần các bạn yêu mến là các bạn có ngay một cái ác. Đấy, cái ác đấy rất là ngon. Và ước gì Long không mua ác này thì Long đã nhảy sang ác đấy rồi. Nhưng mà cái ác này thì Long đã đổi tên chính chủ của mình rồi, nên chẳng nghe lại bỏ tiền ra mua ác nữa thì nó rất lại là tốn kém các ạ. Mua hai ác thành 5m thì nó rất là tốn. Và Long đã làm cái ác này rồi và chuyển sang tên của mình rồi, nên là không thể mua được nữa. Nếu mà Long không mua ác này thì chắc chắn là Long sẽ phi vào ác đấy Long mua cho nó chơi cho nó vui, vì ác đấy là đam cao hơn này, thủ trâu hơn này rất là nhiều, và mật tịch ngon hơn rất là nhiều. Vâng, bạn ấy một mình mà dám lên đây cưỡng hiếp mấy anh em của tôi thì là sao cưỡng hiếp được đúng không ạ? Một mình mà có Ngami đoàn nằm choáng thì ác đấy chỉ có đường chết thôi. Chắc chắn là chết, và chết đó là không thể bàn cãi được. Và hôm nay không livestream trực tiếp bàn ác đấy, nhưng mà Long có up video. Và hy vọng là các bạn đã xem và ủng hộ cho
ủng hộ cho Long là một này, xem video like cho Long này, hoặc là các bạn mua ác này cũng là ủng hộ cho Long rồi. Vâng. Đấy, ác này của Long rất là cùi nhưng mà cày cấp rất là mệt các bạn ác đấy, cái cày nếu mà cày hai cấp của tay sinh chín ấy rất là vất vả các bạn. Bạn mua ác đấy là cày cấp rất là nhanh luôn. Vâng, hình như là có vẻ bên Tống không có người các bạn, không có người. Server này rất là ít người nên có lẽ là Long xin tạm biệt các bạn nhé. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem và ủng hộ video mình hôm nay. Ok, bye bye các bạn.